À thì Trung chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung sẽ có nói cái buổi tiếp theo, nói về ba thức cuối cùng ha, để cho nó đủ gọi là 10 thức của nhà Phật. Thì hôm nay thầy nói về cái thức gọi là khởi gia thức ha. Khởi gia thức là ý đã nói là cũng như là người sanh được cái thức này thì nhà đất của cải cha mẹ để lại, làm việc gì thì cũng kín đáo, an toàn, an toàn được phước lộc thì đầy đủ, nhưng cơ sở của cải của ông cha để lại phải nên sửa đổi rồi tự mình làm nên, tự mình tạo lập trong nhà đầy đủ mọi điều tốt đẹp. Nói chung là người sanh được cái khởi gia thức này là đẹp ha, cũng như là vừa mình vừa hưởng của ông bà để lại ha. Rồi thứ hai nữa là mình từ đó mình phát huy ha, mình cũng có sửa đổi cải trang một chút. À, để tại vì thường thường mỗi thời đại mỗi con người thì nó khác nhau, thì đương nhiên chúng ta phải có sự thay đổi. Thì khởi gia thức thì cũng cũng là thức này là tốt ha, thì nói chung là cũng là khá giả đó, gọi là tôi nói là số số hưởng ha, cái câu người ta hơi số hưởng. Thì tuổi Tý thì sanh vào cái tháng Giêng, tháng 4 và tháng 10. Tuổi Sửu thì tháng 2, tháng 5, tháng 10. Tuổi Dần thì tháng 2, tháng 6, tháng 12. Tuổi Mẹo thì tháng Giêng, tháng 4, tháng 7. Tuổi Thìn thì tháng 2, tháng 6, tháng 11. Tuổi Tỵ thì tháng 2, tháng 6, tháng 9. Đó là những cái tháng mà được cái sanh vào cái khởi gia thức ha. Có tuổi Ngọ thì tháng 4, tháng 7, tháng 10. Tuổi Mùi thì tháng 5, tháng 8, tháng 12. Tuổi Thân thì tháng 6, tháng 9, tháng 12. Tuổi Dậu sanh tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Tuổi Tuất tháng 2, tháng 5, tháng 6, tuổi Hợi tháng Giêng, tháng 4 và tháng 10. Đó là những cái tháng mà tất cả các tuổi mà ai đã lọt vào được những cái tháng đó thì mình là cũng tốt ha. Tốt thì cũng như là cha mẹ chết thì để của cải lại ha, để của cải lại là mình từ đó thì nó đỡ. Thì trong xã hội thì chúng ta cũng thấy nhiều người thì rằng là người đó không có giỏi nhưng mà người ta cũng hưởng được của cải ông bà để lại, đất đai nhà cửa, mặc dù thầy nói giống như cha mẹ để lại một dãy căn nhà mướn, rồi từ đó chúng ta cũng cho thuê này nọ, rồi cái tiếp tục cái cuộc sống nối nghiệp của cha mẹ để lại, rồi chúng ta cũng giàu có. Những người thí dụ làm thợ mộc hay những cái nghề giống như là nghề cây kiểng bonsai hay những nghề gọi là nói chung là gia truyền ha, gia truyền thì đương nhiên thì người này thì người ta đỡ lo hơn. Cái gì ta nói là sẵn của mà đẻ, sẵn ổ mà đẻ đó ha. Có sẵn hết, nó sung sướng, nhà cũng có ở, đất đai cũng có sẵn. Từ đó chúng ta về cái lấy vợ sanh con đẻ cái rồi cứ như vậy cuộc sống rất là an nhàn ha. Thì nói chung là cái thức khởi gia thức này nên là nó cũng cũng đẹp. Thông thiên thức thì nói rồi ha, rồi còn cái thức tiếp theo là gọi là tam hợp thức. Tam hợp thức là đúng, không biết là thầy cũng có nói chưa không, thầy cũng đã nói qua ha. Người mà sanh gọi là tam hợp thức á, thì nó cũng không được xấu ha, nó cũng được tốt xấu hơn. Người mà sanh được cái thức mà gọi là tam hợp thức á, chúng ta thí dụ như có nói rồi thầy cũng nghe lại ha. Đó, thì người thức này á thì vận mạng thì buổi đầu và lúc tiền vận thì hay bị hình xung, có thể là nhiều tai họa mang đến. Tai họa mang đến, người thì phạm thức này thì tánh tình rất ưa sự hòa thuận, chỉ e là trong nhà không tiền, của thì không trụ, bị hao tán. Thì chúng ta đã sanh những người cái thức này thì hơi lận đận ha, trong 10 thức này hơi xấu nhất. Thì thầy nói luôn cái thức này thì những người sanh phạm là tuổi Tý thì tháng 1, tháng 6, tháng 9, tuổi Sửu thì tháng 4, tháng 7, tháng 8, tháng 11, tuổi Dần thì tháng 5, tháng 8, tháng 12, tuổi Mẹo thì tháng 6, tháng 9, tháng 12, tuổi Thìn thì tháng Giêng, tháng 4, tháng 10, tuổi Tỵ thì tháng 2, tháng 8, tháng 11. Còn nói về cái tuổi Ngọ thì nó tháng Giêng, tháng 2, tháng 4, tháng 11. Tuổi Mùi thì tháng 4, tháng Giêng, tháng 10. Tuổi Thân thì tháng 2, tháng 11, tháng 12. Tuổi Dậu thì tháng 2, tháng 6, tháng 11. Tuổi Tức thì tháng 1, tháng 7, tháng 4. Tuổi Hợi thì tháng 2, tháng 8, tháng 11. Đó là những cái tháng gọi là tam hợp thức. Thì ai sanh cái thức này thì nó cuộc đời cũng hơi gian nan ha. Tuổi tiền vận thì là cũng khổ đau ha, cũng khổ đau, gặp chiều hình xung, tai họa thì nó cũng hay mang đến. Người thì tánh thì nói chung là có những người ta nói sao ăn ở, tánh thì cũng hiền hòa, lúc nào cũng
cũng cũng cũng tốt hết, mà nhưng mà tại sao cái kiếp nạn mình nó sao nó khổ hoài ha, thì mình cũng bị phạm cái thức này ha. Tiền thì không có mà còn gặp họa nữa đó, thì ai sanh vô cái thức này thì đương nhiên nó cũng không được đẹp lắm ha. Rồi khởi gia thức thầy cũng nói rồi, phương trượng thức thầy cũng nói rồi, thành tựu thức thầy cũng nói rồi, phước lộc thức thầy cũng nói rồi, thiện tri thức thầy cũng nói rồi, còn cái thức của Phật pháp thức thầy cũng nói rồi ha. Đó là đúng rồi. Thì bữa nay là còn cái là hai cái nữa là gọi là khởi gia thức với lại là tam hợp thức. Khởi gia thức thì những người mà sanh được cái mấy cái thức này thì nó không được đẹp lắm ha. Và còn là hai thức là thầy cũng đã nói xong ha. Thì trong 10 thức thì có là cái tam hợp thức thì nó hơi thầy thấy nó hơi là xấu nhiều ha. Tam hợp thức nó không được gọi là tốt lắm, thì cái gì đó nó cũng có một cái xấu đó, thì chúng ta sanh phạm vô đó thì chúng ta cuộc đời nó hơi gian nan vất vả một chút. Thì sau đây thầy sẽ ai mà đã xem hết thức rồi thì chúng ta biết ha, hôm nay thầy sẽ chia sẻ tiếp về cái vấn đề mà gọi là cái câu người ta thường hay nói ha, gọi là cái gì, đồng thanh thì tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì cái câu này ha, là chúng ta biết coi mình thuộc về người nào, hạng người nào, mình tốt hay mình xấu ha. Khi thầy nói lên á, ví dụ thầy chê bai hay là thầy khen thì đương nhiên nó cũng dễ đụng chạm, dễ bích lòng tới người này, thì con người mình nó có một cái tôi rất là lớn ha, gọi là cái bản ngã, ngã là tôi, vô ngã, thường thường trong cái đạo Phật gọi là vô ngã, vô là không, ngã là tôi là không là cái gì hết, giống như mình là ai, mình không có cái là cái gì hết, mình sanh ra đây, mình từ cái không mà mình có rồi mình cũng trở về không, gọi là không mà có mà không, sắc tức không mà không tức sắc, sắc sắc là cái đó là cái gì, cái là để mình hữu hình mình thấy, còn cái không là mình không thấy. Đó, bởi mình thấy giống như của cải, tất cả gì mình thấy á, là nó cũng là không, mà không từ cái không mà mình cũng cũng có, cái câu mà gọi là trong cái bài hát mà gọi là tu là cõi phúc, sắc tức không mà không tức sắc, thấy như không thấy, có như như không có. Thì đúng rồi, của cải này mình thấy thì mình tưởng đâu là của mình, nhưng mà nó cũng chưa chắc gì nó ở với mình suốt đời, cái việc gì cũng vậy, con cái cũng chưa chắc gì ở tới mình suốt đời, vợ chồng nó cũng vậy, ở khi vài tháng nó cũng là chia tay đó, là như vậy. Rồi thầy trở lại cái câu nói là đồng thanh mà tương ứng, đồng khí thì tương cầu. Đồng thanh là gì, chữ đồng, đồng là giống nhau, thí dụ là đồng hương đồng môn, đồng hương đồng môn em người, chữ là đồng tình, nói chung là nó giống nhau, chữ đồng là giống, đồng là giống. Mà đồng thanh, thanh đây là cái gì, thanh đây có nghĩa là nói là chỉ là âm thanh, thanh đây có nghĩa là nói về là cái sắc, cái sắc hồng thanh tương ứng, thì cái thanh này có nghĩa là âm thanh, là cái gì, là nói là giống như là chúng ta giống nhau, giống như chữ thanh đây là giống như từ một tiếng chuông đó. Trong cái thường thường cải lương ta dùng hay chữ thanh đó. Thanh là thanh bai, thanh này có nghĩa là nó giống nhau đó. Đồng thanh là cái tiếng nó giống nhau, thì giống như ta nói người chúng ta là người Việt Nam, ví dụ ta đi ra nước ngoài hay chúng ta có cái tiếng nói Việt Nam giống nhau thì chúng ta cũng bảo bọc thương nhau, ví dụ người miền Trung cái tiếng nói khác, miền Nam tiếng nói khác, miền Bắc tiếng nói khác, gọi là ta đồng thanh, đồng tiếng, cái tiếng nói, cái giọng nói giống nhau đó, thì người ta cũng quý mến nhau, đó là như vậy. Thì chứ để đồng thanh mà tương ứng thì đương nhiên bàn xa hơn là giống như chúng ta thích cái gì, ví dụ như thầy nói chúng ta thí dụ như trong cái tứ đổ tường này là mê vấn đề gì, ăn nhậu, thì đương nhiên gặp những người cái bạn nhậu thì đương nhiên nó sẽ kéo về một cái tổ hợp nó giống nhau, thì ta nói giống như người sao thì bạn vậy, nhìn bạn thì biết, nhìn bạn chơi là biết tánh người mình. Mình tối ngày chơi với bạn nhậu thì ông này ông cũng thích nhậu, rồi cái người bạn này tối ngày là vợ bé vợ lớn gái gú thì đương nhiên mình cũng vậy đó, cũng là một hội với nhau. Thì ở đây thì thầy nói là đa số là như vậy, 10 người thì nó đã chín rồi, chứ thường thường mình nếu mà chung một hỏi với nhau mà nó không giống nhau thì trước sau gì sao
nó cũng chổi với nhau là mình cũng sẽ bị dân ra, bị đưa ra ngoài, nó không đúng cho một cái tổ hợp của nó. Nó giống như ta nói một tổ hợp giống như ăn tham nhũng, làm quan tham nhũng, thì nó cũng tổ hợp giống với nhau. Một tổ hợp đã tham nhũng với nhau mà mình có anh là Thanh Liêm thì đương nhiên anh cũng sẽ bị đá dân ra. Anh Thanh Liêm thì anh qua cái nhóm Thanh Liêm, còn anh mà vấn đề là anh tham nhũng thì đúng, gọi là đồng thanh mà tương ứng là vậy đó. Chúng ta hiểu cái đồng là như vậy. Rồi thầy nói cái đồng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khí đây là cái gì? Cái khí là cái gì? Khí đây là không phải nói về cái, nó phải là nói về cái không khí. Khí đây là nói về cái khí phách, tính tình, tính khí. Thì những cái người mà giống với nhau thì mới cầu được với nhau. Thì tự nhiên thì nó trong xã hội thì trong nó có một cái nhóm người, ở đây là nhóm chuyên gia về ăn trộm ăn cướp này ha, nó những cái nhóm mà gọi thành phần xấu đó, thì đương nhiên nó sẽ tự tìm với nhau, nó có tập hợp nó tìm với nhau à, nó sẽ tụ với nhau về đó, là một cái nhóm đó, chuyên ra cướp giật ha, cướp giật làm chuyện xấu xa. Còn một nhóm này nó tụ họp với nhau đầu cái là gì, đá gà. Còn một nhóm nữa nó tụ họp với nhau lại là gì, đánh bài. Nhóm ăn nhậu, nhóm nữa thì vấn đề gọi là gái gú. Thì trong cái đó là như vậy. Hay một nhóm về gọi là thầy nói là cái gì vậy, gì chơi chim. Một nhóm về là cây cảnh, sinh vật cảnh, nó có nhóm hết. Thì mình muốn tìm đâu, hỏi người đó là tìm đâu. Ừ, nó ở đó đó. Thì cái người thích đó thì muốn tìm dễ lắm. Đó là cái bản ngã của người đó là như vậy. Thì mỗi người á thì nó sinh ra thì nó cũng có cái nghiệp. Một cái nghiệp. Thì cái nghiệp này khi mình chết, mình chết xuống, thì đương nhiên cái tâm thức mà theo này nó rất là khoa học đó. Đạo Phật thì nó cũng rất là khoa học. Rồi chúng ta cũng phải từ cái sở thích của mình đó, thì cái bản ngã của mình đó, thì xuống dưới là mình cũng sẽ bị lôi kéo đó, mình lôi kéo. Ví dụ đây mình thích đá gà này nọ, mình xuống dưới thì mình gặp những cái chỗ mà đá gà hay là những cái chỗ nơi mà cà bạc, thì mình cái hồn của mình đó, thì nó cũng tụ tập nơi đó. Mà tụ tập nơi đó thì mốt mình cũng đầu thai. Một thì mình làm cái nghề sát sanh quá thì mốt mình đầu thai lên thú vật. Đó, nó thú vật. Tại vì xưa tối ngày bắt gà, đá gà, cho nó đâm nhau, nó giết nhau, nó chết. Thì mình thích cái đó thì mốt mình cũng đầu thai vô mấy con gà đó vậy. Rồi có những người làm việc, thì nói những người hội việc thiện, những người ta làm cứu trợ thiện thì ta cũng có một cái hội, một nhóm. Ừ, có việc đi, alo nay, ừ, có người chết như vậy ha, thì không có hòm chôn. Ừ, thôi giờ tôi cũng có lòng hảo tâm mà tôi phụ 500 triệu, 500 đô, 200 đô, 2.000 đô, tùy theo cái túi tiền của mỗi người. Người nghèo thì ta... người ta ít như ấp ít, còn người nhiều thì người ta cũng như góp nhiều. Đó là công đức của người ta đó. Thì đương nhiên từ cái đó là cái gì nó cũng có cái bản ngã nó ha, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Sau này là mình chết xuống thì mình cái đầu thai là tự nhiên là nó cũng đi theo cái bản ngã của nó luôn đó, cái bản ngã luôn. Thì thường cái câu này, cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu này nó rất là hay ha, nó từ cái thực tế. Rồi sau cái vấn đề mà luân hồi của mình thì nó cũng ứng vào cái câu gọi là đồng thanh nữ luân khí tương cầu. Thì mình sau thì nửa kiếp mình nó sẽ đi theo như vậy. Với anh mà không thể nào là anh là người mà tối ngày là mình đó là người thành phần mà bất hảo, tối ngày là dùng mưu kế hãm hại người, hay là những người mà là trộm là cướp là giết người không gớm tay. Đó, hoặc là làm những gì mà chèn ép người ta, thì nữa thì mình xuống đó mình cũng gặp cái bản ngã của mình đó, thì gặp đó đương nhiên mình cũng vô cái hội đó. Mà vô cái hội đó thì nữa mình cũng sao đó, đầu thai thành một cái sinh linh mới, thì mình cũng là cái nghiệp của mình là mang, nghiệp mình cũng mang đâu, nó cũng vậy vậy à, bản ngã à. Rồi thầy Trung cũng nói tiếp về cái vấn đề trong cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ha. Thì đương nhiên cái chúng ta mà muốn mà thay đổi được cái tốt thì chúng ta phải cách thay đổi bản thân, là chúng ta thay đổi cách sinh hoạt, chúng ta thay đổi vấn đề mà về cái bản tính mình để mình tiếp xúc. Có những người đây thầy cũng có những người, người ta sanh trong một cái hoàn cảnh người ta khó khăn, người ta muốn vươn lên, người ta muốn làm một cái người gọi là tử tế đó, thì người ta cũng học từng cái cách, từng nâng cấp mình lên, chứ cũng không dễ gì mà mình là cái cấp thấp mà mình
mình giao hảo với cái người cấp trên, người cái người mà tầng cao hơn là người ta chưa chắc người ta chịu đâu ha. Bởi cái câu thì những người ta hay nói là gió từng nào thì mây từng nấy, cá mè thì một lứa, người ta câu hay nói đó ha, là gió từng nào thì mây từng nấy. Cũng giống như mỗi người gặp nhau ở trên đời này nó cũng là một cái duyên số ha, cái duyên số nó gặp với nhau, nó một tổ hợp nó giống nhau ha, thì đương nhiên tới đó thì nó sẽ gặp nhau thôi ha. Đương nhiên những cái người mà trong cái sanh ta nói giống như là hoàng tử ếch hay là công chúa lọ lem á, thì đương nhiên cái những người đó thầy nói rồi là họ có cái trong cái tư chất của họ có cái khí chất họ rất là thanh cao, họ là thuộc về dạng gọi là cái người gọi là ta nói là giống như mà sen ở trong ao bùn vậy, thì đương nhiên là người ta cũng sẽ tách, người ta không thể ở trong một cái nơi mà nó dơ bẩn, thì họ cũng sẽ tách họ lên những cái tầng cao hơn. Tất cả thì tự nhiên thì nó sẽ đưa đẩy đưa chúng ta vào con đường gọi là tầng cao hơn. Thì bởi con người chúng ta muốn được tầng cao hơn thì tất cả chúng ta cũng phải học, chúng ta phải học từ cách ăn cách nói, học gối học mở tư cách. Còn chúng ta mà không học thì mà không nâng cấp con người mình lên thì đương nhiên cấp mình nó cũng vậy, cái gì học nó cũng giống vậy, từ cái tư cách thì nó cũng vậy, chúng ta phải học hết, chúng ta nâng 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 cái trình độ mình lên đó. Thì ví dụ thầy nói với người mà thì thường mình giờ mình không có học đi, rồi đối với người có học thì bây giờ thí dụ mình muốn lấy chồng mà vấn đề mà có ăn học thì đương nhiên là mình cũng phải cái cấp của mình thì mình nó ăn học cũng cỡ đó, tuy gia cảnh mình nó nghèo nhưng mà ít nhất cái cấp độ mình học thì cũng cỡ đó người ta mới chọn. Còn thí dụ không thể là ví dụ người như vậy mà người có ăn học này nọ mà lấy, có những người hồi xưa nó con nhà cũng gọi là gia giáo mà lấy con, thí dụ lấy gái làng chơi thì đương nhiên người ta đâu có chịu. Bây giờ cho tất cả mình cãi cha cãi mẹ đi nữa, nhưng mà cái gia đình không chấp nhận thì cuộc đời mình nó rất là khổ, thầy cam đoan 100%. Rồi chúng ta cũng sẽ là bắt đầu là chúng ta sẽ nghịch, mà cha mẹ không chấp nhận, dòng họ không chấp nhận, anh em không chấp nhận thì đương nhiên nó sẽ có nghịch, mà nghịch thì đương nhiên là sao, là sẽ tử. Mình cãi trả lời cho mẹ là đương nhiên mình phạm vào vấn đề gọi là cái gì, bất hiếu nó, rồi tới anh em rồi tới này nọ nó đủ thứ hết, nó rất là khó. Thì chúng ta biết giống như một cái đất nước cũng vậy, một đất nước mà muốn đi lên thì chúng ta phải cải tạo giáo dục từ cái tri thức của chúng ta, phải nâng tầm thì chúng ta mới mới phát triển lên. Ví dụ như đất nước mà những người đất nước mà xa xôi nghèo á, là do cái học vấn cái đào tạo nó kém. Bây giờ cỡ nào chúng ta giờ đổ tất cả tài nguyên khoáng sản ha, trợ giúp tiền của đổ vô mà chúng ta không đầu tư vấn đề mà gọi là giáo dục học thức mà đưa lên cao thì vẫn nghèo hoài. Bởi người xưa rồi thời nào lập quốc cũng vậy, khi mà là xong cái việc mà gọi là bình an thiên hạ đó ha, thì quan võ người ta sẽ bỏ qua một bên, bởi người ta diệt hết, nghe nó ác thiệt. Nhưng mà khi mà thời bình rồi dùng quan võ để lại là nó đại họa, người ta mới dùng sĩ. Dùng sĩ đây là những người là có ăn học ta mới phát triển được đất nước. Còn ví dụ những cái người mà cái quan võ bắt đầu là nó cái tính nó côn đồ rồi ha, quan võ đó nói ra đụng nó chém giết, thì giống như thầy nói giống như giang hồ vậy đó ha, đụng đầu nó quậy lên ha, nó coi trời bằng vung. Thì đương nhiên là chúng ta thấy trong phim đó, chúng ta thấy là nó đã như vậy rồi ha, quan võ sẽ bị một là các chức tước này nọ cũng đã bị thu lại hết ha, cho về giường nghỉ dưỡng lão, binh quyền đều cũng là nhà vua đều lấy lại hết ha. Chúng ta tạo ra những cái người mà có ăn học để mới đưa đất nước đi lên. Nó giống như chúng ta thấy tại sao mà nhà Nguyên, thầy kể thêm nhà Nguyên mà tại sao nó không tồn tại được lâu, tại vì người Mông Cổ là cái người vấn đề gọi là chinh chiến nơi xa trường, nơi đồng cỏ hoang, họ phiêu du quan họ ừ, họ họ là tao nói du canh du cư. Mà bây giờ chúng ta lên mà nắm được cái chiều 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 trích chiều chính chiều chính thì đâu có được, quan văn thì cũng không có, những người mà có học thì cũng không có. Mà để tồn tại được một cái chế độ mà lâu dài,
chuyện tới đời này thì đâu có được đâu anh. Bởi nhà Nguyên nó sụp đổ rất là lẹ, vì là không có cái nét chân hóa, nó không có quan văn, không có cái vấn đề học thức mà dạy để nói giỏi được cái tới cái đời sau, không có kế thừa. Đương nhiên thì được cái đời, được đời cha thôi, được tới đời con là hỏng hư hết, đó là như vậy. Bởi cái cũng cái câu đó là con hơn cha là nhà cái phúc, tại cha vậy mà ít con ít nhất phải bằng cha đó, thì mới cơ nghiệp nó mới giữ được đó. Thì chúng ta thấy giống như thầy nói, trở lại vấn đề mà chúng ta làm giàu, chúng ta có khi mà cũng không có tiền thì phấn đấu kiếm tiền, mà chúng ta kiếm tiền được chúng ta giàu chưa chắc gì vấn đề gọi là mình nói là mình giàu có nha, chưa. Mà anh giàu có được bao lâu, anh có tiền được bao lâu? Thí dụ thầy nói bây giờ hiện giờ nhầm người thì bán đất lên anh có đâu cái hàng tỷ, hàng tỷ, 50 tỷ, vài chục tỷ, cả 100 tỷ, rồi cũng đâu có biết làm ăn cái gì đâu, rồi đồng tiền không có, làm tầm bậy tầm bạ, rút cuộc rồi chưa tới được 5 năm hay 10 năm rồi xuống đi ăn mày trở lại, không có biết làm gì hết. Giống như một người bình thường này nọ chạy xe đơm ráp bình thường cũng tự nhiên trúng được tờ thì nó giống như dịch lót đi ha, dịch lót thì đương nhiên bắt đầu họ đâu biết làm gì đâu. Đầu cái tiền nó dung giải cho người này thì cho người kia, thì làm từ thiện cũng tốt đi ha. Rồi thứ hai nữa, đồng tiền đồng nhiều quá bắt đầu không biết làm gì hết. Một người thì nghĩ ra ăn chơi, một người thì muốn làm ăn, thì cái mở hồi đó đâu có biết cái kiến thức gì đâu mà làm ăn kinh doanh gì đâu, bài ra rồi rút cuộc xong nó cũng đổ dở hết, không làm được gì, nghèo xuống, nghèo còn thê thảm hơn nữa, nó khổ còn thê thảm hơn nữa đó. Để chúng ta đừng có suy nghĩ, tất cả những người đều suy nghĩ đều cái đó, tối ngày cái mơ ước trúng số đó, hảo quyền. Thì nghe cái thầy nói như vậy có nhiều người thật phản bác, khi nghèo quá thì giống như trúng đại số một cái, giống như như ta nói là cái gì, giống như mà đang cơn khát uống một ca ca nước để cho mà gọi là thỏa lòng cái sự khát nước đó, nhưng mà rốt cuộc nó cũng không có được gì đâu, nó còn khổ hơn nữa, nó là như vậy. Cái gì thì chúng ta cũng phải, con em chúng ta phải đào tạo từ lúc buổi đầu cho nó cực khổ, nó ra ngoài nó vất vả nhất. Mà thầy thấy những người thành công là tuổi trẻ học xong rồi mới ra ngoài đi làm công làm thuê. Chứ đây thầy không khuyên tới ra mà để mà tiền mà thử nghiệm nha. Có những người tự ái lấy đồng tiền mình ra thử nghiệm là ngu nha. Thử nghiệm đây là mình đi làm thuê làm công để mình rút kinh nghiệm. Mình là cũng là một thành viên trong một cái, thí dụ nhỏ thì một cái quán ăn nào, thí dụ quán cà phê, cái quán gọi là quán ăn, nhà hàng, hay là khách sạn, hay là cái resort, hay là một cái công ty may mặc, hay là một công ty gọi là sắt thép. Đó, thì người ta học nghề. Học nghề thì 5 năm, 10 năm, thì 10 năm, 5 năm là bắt đầu nó cũng đã rành nghề rồi. 10 năm là quá nhiều, 5 năm thôi. Thì chúng ta khoảng là 20 tuổi, 25 tuổi học nghề, 30 tuổi đổ về sau thì nên lập nghiệp. Bắt đầu chúng ta ra được. Bởi thường thường là 30 tuổi trước là mạnh, 30 tuổi sau là cái thân. Thì cái thân của mình nó tốt hơn sao, là từ 30 tuổi đổ về sau là mình mới phấn đấu, là cái thân mình mới phấn đấu, là nó mới chắc ăn được. Còn 30 tuổi đầu trước là cái mạng. Mà mạng muốn vững thì đương nhiên mình phải trải qua nhiều cái thử thách gian nan, qua sóng gió đó. Thì những cái công ty, những cái thí dụ những khó khăn hay những thất bại, những năm khó khăn thì người ta cũng giải quyết, là mình giải quyết rồi đó, là mình là người đại diện giải quyết rồi đó. Nhưng là cái đồng tiền không phải là của mình thôi, nhưng mà mọi việc khó khăn là mình đã giải quyết rồi, thì đã có kinh nghiệm rồi. Khi ra làm ăn là chỉ gì? Chỉ là vốn nữa thôi đó. Chỉ là vốn là bình thường thôi. Vốn kiếm làm ăn chuyện không khó, nhưng mà biết làm ăn mới là chuyện khó. Vốn dễ lắm, muốn kiếm vốn thì nó rất là dễ. Vay ngân hàng này nọ làm cũng được, nhưng mà xuất phát từ một điểm mà chúng ta cũng biết là chúng ta ngân hàng đem ra rồi xong nó đổ nợ một cái xuống rồi đâm đầu xuống gọi là ao luôn. Nó là như vậy đó. Rồi thì chung hôm nay cũng có bài chia sẻ nói đơn giản như vậy thôi ha. Chúc mọi người một cái ngày mới, một ngày mới tràn đầy hạnh phúc, nhiều sức sống, có niềm vui và có niềm tin để tiếp bước thêm một ngày nữa. Tại vì tuổi mà đã lớn thì người ta chỉ tính
một ngày là vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Thì chúng ta thầy Trung hôm nay trước khi mà kết thúc cái clip này ha, thầy Trung cũng có đặt một câu hỏi ha, để cho mọi người anh chị em con cháu chúng ta suy nghĩ. Thì chúng ta sinh ra sống trên đời này để làm gì, mình để làm gì, chúng ta là người như thế nào, chúng ta sống ở đầu thai hay sinh ra để làm gì, có vậy thôi. Thì có rất nhiều câu hỏi ha. Nhiều người sinh ra tôi sinh con đẻ cái, sinh ra tôi để lập nghiệp làm giàu, nhiều người tôi sinh ra là tôi đẩy, nói chung là nhiều cái lý do. Nhưng mà chúng ta có một cái lý do chúng ta sinh ra đời là gì, sống đời này để làm cái gì, trong một kiếp người. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại các bài nói lần sau.